Ở trường hợp mà hình vẽ bên trái nghĩa là thế nào? Em có hàm bất biến Hàm không đổi thì sao? thì đạo hàm của nó bằng không. Bằng không tại mọi điểm, đúng không? Thì chúng ta lấy bất kỳ cái số C nào trong khoảng mở AB thì nó cũng đều thỏa mãn F tận C bằng không. Trường hợp thứ hai thì sao? Trường hợp thứ hai là Đây là hàm hàm trị thay nhỉ? đổi. Thay đổi trên đoạn AB thì nó phải đạt do F liên tục trên đoạn AB nhé. Tính chất của hàm liên tục đấy. Liên tục trên đoạn AB thì nó phải đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn AB. Đạt giá trị lớn nhất. F phải đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn AB. Nhưng mà F không phải là hàm hằng ấy, thì giá trị lớn nhất nó sẽ phải khác giá trị nhỏ nhất. Cho nên ấy, bởi vì FA đã bằng FB rồi, thì như ở trong hình vẽ này ấy, thì giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đều nằm trong khoảng mở AB. Ví dụ như tại điểm này F đạt giá trị lớn nhất trong khoảng mở này thì nó chính là điểm cực đại. Thế mà F khả vi trên khoảng mở AB thì nó lại phải khả vi tại điểm này. Và F lại đạt cực đại tại điểm này thì đáp án tại điểm này bằng không. Chúng ta có điều phải chứng minh. Cũng có thể là trong cái khoảng mở AB này chỉ có một điểm cực đại thôi mà không có điểm cực tiểu. Thì cái giá trị nhỏ nhất đó chính là FAB rồi. Tóm lại là F liên tục trên đoạn AB, F khả vi trên khoảng mở AB, FA bằng FB. Thì tồn tại C thuộc khoảng mở AB sao cho F phải tại C bằng 0. Và cái tính chất này người ta thường dùng trong cái việc là chứng minh định lý khác. Ví dụ định lý Lagrange tiếp theo này. Hoặc là chứng minh một đẳng thức. Hoặc chứng minh một phương trình nào đó có nghiệm liên quan đến đạo hàm. Định lý này cũng rất hay được dùng trong việc giải một số bài toán trong đề thi Olympic. Ba, định lý Lagrange. Định lý Lagrange như sau. Cho hàm số F thỏa mãn các điều kiện F liên tục trên đoạn AB, F khả vi trên khoảng MAB, khi đó tồn tại C thuộc khoảng MAB, sao cho FB trừ FA bằng F phải tại C nhân B trừ A. Đó. Chúng ta ghi cái định lý này. Và cái phần chứng minh thì chúng ta chỉ ăn tắt như này thôi. Chứng minh thì các bạn ghi cũng được, không cũng được. Ghi cái định lý.
Ta chứng minh xong chưa? Nào, tại sao phi thỏa mãn các điều kiện của định lý Rho nào? Tại sao f liên tục? Tại sao phi liên tục trên đoạn AB? Vì sao? Bởi vì f liên tục này. X trừ a liên tục này. Tại sao x trừ a liên tục? Là hàm số sơ cấp xác định tại mọi điểm. Chỗ này là trừ đi, ta hiểu là đây là cộng trừ các hàm thôi. Trừ đi hàm hằng này. Hàm hằng. Đây là một hàm liên tục nhân với lại hằng số. Thì nó cũng sẽ liên tục. Như vậy phi liên tục trên đoạn AB. Phi khả vi trên khoảng mở AB vì sao? Thì ta tính được phi phẩy. Khả vi nghĩa là có đạo hàm. Phi phẩy sẽ bằng này. F phẩy x này. Hàm hằng đạo hàm bằng 0 này. Chỗ này là trừ đi. FB trừ FA trên B trừ A. Đạo hàm của cái này bằng 1. Phi A có bằng phi B không? Ta thay vào đây. FA trừ FA, A trừ A bằng 0. Phi B này.
B chứa FA, B chứa A trên B chứa A, chứ FB chứa FA. Được không? Như vậy phi thỏa mãn các điều kiện của định lý Rôn. Để tồn tại C thuộc khoảng MAB sao cho phi phẩy tại C bằng không, thì ta sẽ suy ra điều này: F phẩy tại C bằng FB trừ đi FA trên B chữ A. Thay vào đây, trong những dạng bài tập, ví dụ trong ngân hàng chẳng hạn, thì có những bài mà người ta cần dùng định lý Lagrange để chứng minh một cái bất đẳng thức đó, hoặc là định lý Lagrange cũng dùng để chứng minh định lý về sự biến thiên của hàm số. Một định lý mà chúng ta vẫn dùng thường xuyên đấy, đó là về sau này, tiếp theo là chúng ta sẽ học, người ta nói trước thôi: F liên tục trên đoạn AB, F khả vi trên khoảng MAB, F phẩy x lớn hơn bằng không với mọi x thuộc khoảng AB khoảng M, thì suy ra F như nào? Điều mà các bạn vẫn dùng ấy là F như nào? Đồng biến đó. Tăng, vâng, trên đoạn AB. Thì chính là định lý này chính là dựa vào cách chứng minh, dựa vào cái định lý này để chứng minh đấy. Đây, ví dụ nhé, ta lấy x1, x2 bất kỳ thuộc vào đoạn AB thì F sẽ liên tục trên đoạn x1, x2. Thì nó liên tục trên đoạn AB mà. F sẽ khả vi trên khoảng MX1, X2. Theo định lý Lagrange thì sẽ tồn tại một cái số D nào đó thuộc vào khoảng MX1, X2 sao cho FX2 trừ đi FX1 bằng F phẩy tại D nhân với x2 trừ đi x1. Mọi x1, x2 thuộc đoạn AB, ta giả sử x1 nhỏ hơn x2. Ta giả sử x1 nhỏ hơn x2. Thế thì x2 trừ x1 sẽ lớn hơn không? F phẩy x lớn bằng không, cho nên F phẩy D lớn bằng không. Thì ta suy ra f(x2) trừ f(x1) sẽ lớn bằng không. Như vậy là với mọi x1, x2 thuộc đoạn AB, giả sử x1 nhỏ hơn x2 thì f(x2) trừ f(x1) sẽ lớn bằng không, tức là f(x2) lớn hơn bằng f(x1). Như vậy f sẽ tăng. Tiếp theo là định lý Cauchy. Cho FG là các hàm thỏa mãn 3 điều kiện. FG liên tục trên đoạn AB, FG khả vi trên khoảng MAB, G phẩy x khác không với mọi x thuộc khoảng MAB. Khi đó tồn tại C thuộc khoảng MAB sao cho GB trừ GA. Xin lỗi, FB trừ FA trên GB trừ GA bằng F phẩy tại C trên G phẩy tại C. Định lý Cauchy cũng rất hay được dùng khi làm các bài tập chứng minh hoặc là chứng minh định lý về quy tắc L'Hôpital tìm giới hạn dạng vô định.
Chứng minh định lý này cũng dựa vào định lý Rôn. Người ta xét hàm số phi x bằng fx trừ fa chữ fb chữ fa trên g b chữ a nhân g x chữ a thì f liên tục này, g liên tục này, thì cái hàm phi này sẽ liên tục. Phi phẩy x sẽ bằng f phẩy x trừ đi fb chữ fa trên g b chữ a nhân g phẩy x. Phi a sẽ bằng phi b, cho nên tồn tại c thuộc hàm ab sao cho phi phẩy tại c bằng 0. Thì ta suy ra điều phải chứng minh này. Chúng ta thử làm ví dụ nào. Ví dụ. Cho hàm số f liên tục trên đoạn 01 khả vi trên khoảng mở 01, chứng minh rằng tồn tại C thuộc khoảng mở 01 sao cho F1 trừ đi F0 bằng F phẩy tại C trên 6 C mũ 5. Chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta thấy định lý Lagrange ấy là trường hợp riêng của định lý Cauchy khi mà hàm gx bằng gì? Định lý Lagrange là trường hợp riêng của định lý Cauchy khi hàm gx bằng gì? Bằng b trừ a. Gx. Gx c mũ 6. Không, ta đang nói về định lý Cauchy này. X mũ 6 ạ, x mũ 6. Không, ta đang nói về cái định lý trên này chứ không nói về cái bài này đâu. Định lý trên này này, khi nào thì nó trở thành định lý Lagrange? Khi mà gx bằng x, đúng không? Khi mà gx bằng x. Còn cái bài ở ví dụ này này, ví dụ này thì ta chọn hàm gx là hàm nào? Các bạn, xét hàm gx là hàm nào? X mũ 6. X mũ 6. Xét hàm số gx bằng x mũ 6. Đúng không? Dễ thấy g liên tục trên đoạn 1 thì đây là sự sơ cấp hơn nên đoạn đại ngoại điểm trên đoạn này. Dễ thấy cái g lên trên đoạn 1 g là khả phi trên khoảng không khác khi nghĩa là có đạo hàm bởi vì tương tính được đạo hàm g phẩy x bằng 6 x 5 5 còn thêm điều kiện gì nữa g phẩy x khác không với mọi x thuộc khoảng m 01 theo định lý Cauchy tồn tại C thuộc vòng m 01 sao cho f 1 trừ f 0 trên g 1 trừ g 0 bằng f phẩy tại c trên g phẩy tại c f 1 trừ f 0 g 1 là bao nhiêu? 1 g f này x 6 này g phẩy f này 6x5 này F1 trừ F0 trên F1 trừ F0 bằng F phẩy phẩy tại C trên 6x5 từ đây ta sẽ ra điều phần chính mình.
dễ hạn để trở sinh linh. Sang bài năm, ứng dụng các định lý giá trị trung bình. Ứng dụng các định lý giá trị trung bình. Một, cân thước lo, cân thước bằng mắt lo lạnh. Cân thước lo, cân thước bằng mắt lo lạnh. Công thức ta lo với phần dương lăng răng. Định lý này. Giả sử A hàm Fx có đạo hàm N cộng 1 trên khoảng mở AB và X0 thuộc khoảng mở AB. Khi đó vướng Fx thuộc khoảng mở AB thì ta có Fx sẽ bằng F0 F phải là x0 trên 1 giờ thừa nhân x chữ x0 cộng F2 phải là x0 trên 2 giờ thừa nhân x chữ nhân nghĩa phương cộng chữ bằng chấm đào 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 F tại x0 trên 1 giờ thừa x chữ x0 mũ n đào 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 F tại x0 trên 1 giờ thừa x chữ x0 mũ n 1 1 C là điểm nào đó nằm giữa x0 và x này nhìn nó có vẻ dài ấy. Nhưng mà thực ra nó có quy luật cho nên chúng ta thấy nếu mà nhìn kỹ thì thấy nó bình thường và dễ nhớ thôi. Và những công thức này sẽ được áp dụng trong nhiều phần làm sao cho nên chúng ta nhớ công thức luôn. Trước khi chúng ta viết thì chúng ta nhìn xem là đặc biệt ở chỗ nào sao không? Em thưa cô cái cuối cùng ấy à? F đạo hàm n cộng một lần thì phải là x0 chứ sao lại là c à? Cái cuối cùng nó là c là điểm nào đó nằm giữa x0 và x. À vâng ạ, em cảm ơn ạ. C nó là điểm bất kỳ nó nằm giữa x0 và x ở cô? Không phải bất kỳ, là c này nó phụ thuộc vào x. Là sao ạ? Ví dụ như bạn ví dụ x0 và 0 chẳng hạn. X là 1 chẳng hạn. Và cái hàm F đó là cái hàm nào đó. Thì C phụ thuộc vào 1 thì C có thể bằng 1 phần 2 chẳng hạn. Nhưng nếu bạn lấy X bằng 2 chẳng hạn thì C là có thể là 1 phần 4 chẳng hạn. Hiểu không? Cũng nói lại đi cô. Tức là cái C này nó sẽ thay đổi. Thường là nó sẽ thay đổi và nó phụ thuộc vào cái số X này. Thường là như vậy. Ví dụ bạn lấy T nó lại. Ví dụ bạn lấy X0 bằng 0 này. Yeah. Bạn lấy hàm số Fx bằng E mũ X chẳng hạn. Và khi bạn lấy X bằng 1 này thì cái số C này có thể bằng 1 phần 4. Đây là tôi lấy bất kỳ thôi vì chúng ta không có tính toán gì cả. Thì ví dụ như là bạn lấy là vẫn là x0 bằng 0 nhưng mà x bằng 2 chẳng hạn thì cái số C này có thể là bằng 3 phần 7 chẳng hạn. Hiểu không? Có nghĩa là C là cái số nào đó. C là số nào đó. Chúng ta không cần tìm cụ thể đâu. Vâng. X0 và x.
Thì lúc đầu anh bảo là cái C là một số bất kỳ nằm giữa cái x0 và x kia. Không phải là bất kỳ. Bất kỳ là em lấy số nào cũng được, khác nhau. Cái số C này nó sẽ phụ thuộc vào x. Và mình có thể là không cần biết rõ nó là số nào, nhưng mình biết là có cái số C đó. Số C không phải là bất kỳ, hiểu không? Bất kỳ là khác. Bất kỳ thì em lấy số nào cũng được thì không đúng. Nếu mà bạn lấy bất kỳ là nó sẽ sai hoàn toàn đấy. Ví dụ như bây giờ bạn lấy cho x bằng 1, xong x không bằng 0, xong bạn lấy là cộng với đạo hàm cấp n cộng 1 của f tại 1 phần 2 trên n 1 dây thừa x chia x không mũ n cộng 1. Thế bạn khác lại lấy là cái phần này giống hệt nhau, nhưng mà cái phần này lại là đạo hàm cấp n cộng 1 của f tại 1 phần 3 trên cái này. Thì rõ ràng là nó đã sai hẳn rồi, khác hẳn rồi. Nó chỉ có cái số C nào đó mà không rõ, vì nó rất khó, nó tùy từng bài cụ thể thôi. Được chưa? Chỗ này chúng ta xong chưa nào? Chúng ta có nhận ra quy luật không? Quy luật là gì? Thực ra là bên trên tử cái chỗ này, cái phần hệ số nhé. Phần hệ số này trên tử là đạo hàm cấp bao nhiêu tại x0 ấy, thì dưới là bấy nhiêu dây thừa, đúng không? Xong rồi nhân với x trừ x0 mũ bấy nhiêu. Ngay cả cái f(x0) này này thì chúng ta cũng có thể viết là gì? À, các bạn, tôi đang định nói là f(x0) thì viết thành gì? Đạo hàm cấp 0 của f tại x0 trên 0 dây thừa nhân x chữ x0 mũ 0, đúng không? Và chúng ta chú ý là riêng cái số hạng cuối cùng này là đạo hàm cấp n của f cộng 1 e tại c. Và cái công thức này này, công thức này ví dụ các bạn đánh dấu là gọi là công thức sao đi, để từ bên kia mình không phải viết lại nhé. Rồi ta gọi đây là công thức sao. Công thức sao nhé. Công thức sao là cái công thức này nè. Đấy. Công thức sao nhá. Ta viết lại ở bên này. Đấy. Đây là công thức sao đây này. Công thức này gọi là công thức Taylor của hàm số fx trong lân cận của x0. Chúng ta đánh dấu công thức là sao thì chúng ta chỗ này chỉ cần ghi là công thức sao thôi nhé, không cần viết lại nữa. Công thức sao gọi là công thức Taylor của hàm số fx trong lân cận của x0. Làm thế nào người ta chứng minh được mấy cái này ạ? Chứng minh là dựa vào các định lý giá trị trung bình. Em xem trong giáo trình nhé. Khi x0 bằng 0, công thức trên gọi là công thức Mac-Lanh của hàm số fx. Khi x0 bằng 0. Thì công thức trên gọi là công thức Mac-Lanh của hàm số fx. Bạn hỏi là các bạn mà hỏi là xem ở đâu ấy thì về nhà xem ở cái bài mục 3.5 ứng dụng các định lý giá trị trung bình nhé. Đọc xong cái định lý 3.30
Đấy, xong rồi B, những công thức tay lo hệ quả chứng minh ấy, thì bạn sẽ thấy đó chính là dựa vào định lý Cauchy để chứng minh. Thế không bằng không, công thức trên gọi là công thức Maclaurin, được chưa? Trong cái công thức này này, trong công thức này thì cái số hạng cuối cùng này này được gọi là phần dư Lagrange. Số hạng cuối cùng này nhé, được gọi là phần dư Lagrange. Cho nên công thức này được gọi là công thức Taylor với phần dư Lagrange. Đạo hàm cấp n cộng 1 f tại c trên n cộng 1 sách thừa x chứ không n cộng 1 nhé, gọi là phần dư Lagrange trong cái khai triển Taylor này. Ví dụ này, cái này chúng ta không cần ghi đâu, chúng ta xem thôi. Ví dụ, biểu diễn hàm số fx bằng cái này dưới dạng tổng các lũy thừa của x cộng 1. Chúng ta nhìn vào công thức này nhé, thì khi ta viết dưới dạng là công thức Taylor trong lân cận của điểm, đấy, người ta còn gọi là công thức Taylor trong lân cận của điểm x không nhé, thì ta sẽ được các lũy thừa của x trừ x không, đúng không? Ta sẽ có các cái lũy thừa của x trừ x không. Nhắc lại này, viết công thức Taylor của hàm fx trong lân cận của x không, thì ta có các lũy thừa của x trừ x không. Thế bây giờ muốn được lũy thừa của x cộng 1, thì ta sẽ viết công thức Taylor của hàm số fx trong lân cận của điểm nào? Trừ 1 ạ. Trong lân cận của điểm x bằng trừ 1, viết công thức Taylor của hàm số trong lân cận của điểm x bằng trừ 1. Nhưng mà chúng ta có nhận xét ý, là cái hàm fx này này, đạo hàm đến cấp mấy thì nó sẽ bằng không? 4. Hàm cấp 4 bằng 0. Và tất cả những đạo hàm mà cấp cao hơn 4 thì nó cũng vẫn xác định, chỉ có điều là nó bằng 0 thôi. Thế chúng ta áp dụng công thức Taylor trong lân cận của điểm x bằng trừ 1 này. Trong trong cái thức ở đây đây này. Đấy. Hàm này có đạo hàm đến cấp 1, dụng sẽ như ta nói là hàm này có đạo hàm đến cấp 1, 1 được, hàm 2 cũng được, 3 cũng được, 4, 4, 5, 5 cũng được, đều được hết. Là vì nó đã hàm bất thấp nên cho nên chúng ta phải áp dụng công thức để lo đó ngắt ngắt n ở vị trí nào nào. Ví dụ ở đây sẽ ngắt đến cấp 4. Chúng ta viết cấp 5 cũng được, cấp 6 cũng được, nhưng mà đến khi chúng ta thay vào thì các đạo hàm cấp 5, cấp 6 đều bằng 0 thôi. Thế fx sẽ bằng thế này. Đúng chưa? Nhưng mà đạo hàm cấp 4 của F tại C bằng bao nhiêu? Bằng không ạ. Bằng không. Vậy ta nghiễm nhiên là ta bỏ cái này đi, đúng không? Bỏ cái này đi. C là điểm nào đó nằm giữa x và trừ 1, nhưng bây giờ ta cũng không cần quan tâm, thì ta đã bỏ đi rồi, chỉ còn cái này thôi. Vậy thì chúng ta sẽ tìm đạo hàm cấp 1 này của hàm F này, đạo hàm cấp 2, đạo hàm cấp 3. Đấy, rồi chúng ta thay vào. Ví dụ ta đầu tiên là đạo hàm cấp 0, đúng không? Đạo hàm cấp 0 cao bằng 0 này, đó chính là F tại trừ 1. Mình thay vào đây là bằng bao nhiêu? Trừ 2 này, trừ 3 này, trừ 5 này, trừ 5, trừ đi 5 là trừ 10, trừ 10 cộng 1 bằng trừ 9. Đó. Đến đạo hàm cấp 1 nhé. Ví dụ đạo hàm cấp 1 F phẩy x này bằng bao nhiêu? 6x bình phương này trừ đi 6x cộng 5, đúng không? Thì f phải tại trừ 1 sẽ bằng bao nhiêu? 6 này cộng 6 này cộng 5 này bằng 17 này. Thay vào đây, f phải tại trừ 1 trên 1 dây thừa chính là 1. Vậy nó là 17 này, x cộng 1 này, phương. Bây giờ ta tìm f2 phải này. F2 phải sẽ bằng 12x trừ đi 6. Thế thì f2 phải tại trừ 1 sẽ bằng trừ 18, đúng không?
F2' tại trừ 1 trên 2 dây thừa. Thì nó sẽ bằng trừ 9. À, F2' tại trừ 1 trên 2 thừa. Trừ 9 nhân x cộng 1 bình phương. Cứ như vậy chúng ta tính F3' rồi chúng ta chia thôi. B này, công thức Taylor với phần dư piano. Ủa, cũng quay lại phần trước cái cô ơi. Đây. Chỗ này chúng ta có điều gì cần hỏi không? Chúng ta có công thức tổng quát và khi áp dụng vào từng bài cụ thể thì các bạn có thể ngắt n ở cái chỗ nào đấy. Ví dụ các bạn ngắt đến đạo âm cấp 5 thì trong này chúng ta sẽ có đạo âm cấp 4 thì nó cũng bằng 0 rồi. Nếu các bạn ngắt đến đạo âm cấp 2 chẳng hạn, thế thì chỗ này sẽ là đạo âm cấp 2 của F tại C trên 2 dây thừa x cộng 1 bình phương. Thì mình cũng không biết là nó bằng bao nhiêu, thậm chí C mình còn chưa biết. Thế thì mình sẽ không giải được cái bài toán này. Cho nên mình phải chọn cho đến bằng 4. Thế thì mình phải ngắt cho đến khi nào nó bằng 0 thì thôi hả cô? Đúng rồi. Trong bài này. Thì nếu mà là sin cos thì làm sao cô? Mỗi bài một vẻ khác nhau. Thì thuộc từng bài. B này. Công thức Taylor với phần dư piano. Giả sử F có đạo hàm cấp N liên tục trên khoảng MAB. X0 thuộc khoảng MAB. Khi đó với mỗi x thuộc khoảng MAB ta có Fx bằng cái này. Chúng ta nhìn vào công thức này với công thức Taylor với phần dư Lagrange thì khác nhau ở điểm gì? Định lý khác nhau chỗ nào? Nó có cái phần dư đạo hàm cấp n với đạo hàm cấp n cộng 1. Kia là đạo hàm cấp n cộng 1 không cần chữ liên tục, đúng không? Còn đây là có đạo hàm cấp n và đạo hàm cấp n liên tục trên khoảng AB x0 thuộc khoảng MAB. Thì đó với mỗi x thuộc khoảng MAB là có thể là bên trái x0, bên phải x0, gần x0. Và cái phần dư Lagrange cuối cùng đấy. Bởi vì cái C đấy thường là nó không cụ thể. Cho nên người ta hay viết dưới, khi áp dụng thì họ hay viết dưới dạng này. Tất nhiên cũng có những bài chứng minh là chúng ta dùng cái kia. Cái này là cái gì các bạn? Cái này đọc là gì? Vô cùng bé cấp cao hơn của... Vô cùng bé bậc cao hơn của x chữ không mũ n. Tức là một cái hàm của x mà lim của nó trên cái này. Lim của nó trên x chữ x không mũ n bằng không. Còn những cái phần số hạng từ f x không cho đến cái này là giống nhau. Khi x không bằng không, thì ta có công thức khai triển Mac-Lanh của hàm số fx. Khi x không bằng không, thì ta có công thức khai triển Mac-Lanh của hàm số fx. Và công thức này là chúng ta rất hay dùng vì nó tiện lợi, không liên quan đến cái số C. Mặc dù cái này chúng ta cũng không hình dung được cụ thể, chỉ biết là đấy là một hàm của x và lim của nó trên x mũ n. Khi x dần đến 0 thì nó cũng bằng 0 thôi. X không bằng 0 thì ta có công thức khai triển Mac-Lanh. Cái chỗ này này, Đây chính là công thức Taylor nhé. Công thức Taylor với x không bất kỳ. Thì ta viết là công thức Taylor này. Và khi x không bằng không, tức là đặc biệt đấy, thì nó gọi là công thức Mac-Lanh. Còn cái phần vô cùng bé, bậc cao hơn của x chữ x không mũ n này, chính là phần dư piano.
Còn cái phần mà đạo hàm cấp n cộng 1 của f tại c trên đấy, đấy là phần dư Lagrange. Có đạo hàm cấp n liên tục này, ta hiểu là có đạo hàm cấp n và đạo hàm cấp n liên tục. Tôi viết xuống đây nha, công thức Mac-Rolland nhé. Fx này. Công viết ở đây. Công thức Mac-Rolland của hàm số Fx chính là công thức Taylor của hàm số Fx trong lân cận của điểm x bằng 0. Đó là fx bằng f0 cộng với f phẩy tại 0 trên 1 sai thừa nhân với x cộng f2 phẩy tại 0 trên 2 sai thừa nhân x bình phương cộng chấm 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 cộng đạo hàm cấp n của f tại 0 trên n sai thừa nhân x mũ n cộng vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ n. Viết này khó nhìn nhỉ? Tôi viết lại ở đây. Chúng ta viết xong rồi chúng ta ghi nhớ công thức này luôn đi để chúng ta làm ví dụ. F0 nhỉ? F phải tại 0 trên 1 sai thừa nhân x F2 phải tại 0 trên 2 sai thừa bình phương chấm chấm cộng đạo hàm cấp n của F tại 0 trên n sai thừa x mũ n cộng vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ n. Được chưa? Phần này các bạn ghi xong chưa? Ghi xong rồi đúng không? Chứng minh chúng ta tự xem nhé. C này. Công thức Mac-Rolland với phần dư Peano của các hàm số thường dùng. Công thức Mac-Rolland với phần dư Peano của các hàm số thường dùng. Giờ ta sẽ xét một số hàm. Và những cái công thức này ấy, khi mà chúng ta hiểu đấy thì nó cũng sẽ gần tương tự như là khai triển hàm số thành chuỗi Mac-Rolland. Nên chúng ta theo dõi và chúng ta hiểu luôn. Tôi xét một vài hàm ban đầu thôi, sau chúng ta sẽ tự tìm nhé. Ví dụ hàm đầu tiên là fx bằng e mũ x. Đấy, e mũ x đấy. Tổng sigma x mũ k trên k dây thừa k bằng 0 đến n cộng vô cùng bé bậc cao hơn x mũ n mọi x thuộc r. Chúng ta giải thích là tại sao lại như vậy nhé. Ở
Ở đây ta xét fx bằng e mũ x. Và ta áp dụng cái công thức dưới này này. Đấy. Thì ta mới thay vào đây nhé. Công thức khai triển Mac-Lanh này. Và ta có f0 bằng bao nhiêu? F tại 0 bằng bao nhiêu? 1 ạ. 1. 1. F'x bằng gì? X. E mũ x. F2'x bằng E mũ x. Chấm nhân chấm. Đạo hàm cấp n của f tại x bằng e mũ x với mọi n, mọi x. Như vậy ta suy ra này, ta áp dụng công thức dưới này, fx bằng e mũ x bằng này f tại 0, ta thay bằng 1 này, f phẩy tại 0 bằng bao nhiêu? Đây, ta viết đây. Đạo hàm cấp n của f tại 0, đạo hàm cấp n của f tại 0 là bằng 1 với mọi n, đúng không? Đạo cấp n và f tại 0 bằng 1 với mọi n. Như vậy sẽ là 1 trên 1 sai thừa nhân với x. 1 trên 1 sai thừa nhân với x. Cộng này. Đây sẽ là đạo cấp 2 tại 0 cũng bằng 1. 1. 1 trên 2 sai thừa nhân với x bình phương. Cộng tiếp. 1 trên 3 sai thừa nhân x mũ 3. Cộng chấm chấm. Cộng 1 trên n sai thừa nhân với x mũ n. Cộng vô cùng bé bậc cao hơn của x nào. À, thì chúng ta viết lại như thế này thôi. Tương tự này. Hàm thứ hai là fx bằng sin x. Sin x. Tại sao nó là công thức này? Chúng ta cứ ghi công thức đi. Còn cái phần giải thích này các bạn ghi hay không thì tùy. Nhưng mà chúng ta phải ghi công thức và chúng ta phải nhớ được cái công thức này. Giải thích là tại sao sin x lại bằng cái này. Bây giờ ta xét fx bằng sin x này. Thì ta sẽ có f0 bằng bao nhiêu? Bằng không. Đạo hàm cấp n. Cô đi. Bằng 1 ạ. Đạo hàm cấp n của x bằng gì? Bằng cái gì trên của x cộng à, x mũ n trên x mũ n cộng sin nhân n x cộng pi trên 2 gì. Đây là kết quả phải nhớ nhá. Phải nhớ sin x cộng với np trên 2 nhé. Fx bằng sin x, đạo hàm cấp n bằng sin x cộng np trên 2. Suy ra này, đạo hàm cấp n của f tại 0 thì sẽ bằng gì? Mình thay x bằng 0 ở đây. Bằng sin np trên 2. Sin np trên 2 bằng bao nhiêu? Bằng n. Cộng n ở đây là bằng gì? Đạo hàm cấp n ở đây n bắt đầu ta tính từ 1, 2, 3. Vâng. Số tự nhiên đúng không? Bây giờ nếu n bằng 2m tức là m chẵn bằng 0 thế thì sin bằng 0 còn ở đây m sẽ bắt đầu chạy từ 0 1 2 đấy nhá. N ở đây bởi vì chỗ này chúng ta viết n 1 nhưng mà n bằng 0 thì nó cũng vẫn đúng. Bằng này, n bằng 2m tức là bằng sin của mp. Sin mp thì bằng gì? Bằng sin bằng 0. Bằng 0. Bằng 0, 1, 2, vân vân. Vậy bằng 0, đúng không? Còn nếu n bằng 2m cộng 1 tức là lẻ đấy bằng cộng trừ 1 thì nó sẽ bằng là sin này tôi viết này chỗ này tôi sẽ xóa thôi sin 2m cộng 1 pi trên 2 thì
thì nó sẽ bằng sin của mπ cộng pi trên 2. Thì nó sẽ bằng cos của mπ. Cos mπ. Cos mπ bằng gì? Chúng ta thử nhé. M bằng 0 thì nó bằng bao nhiêu? 1. Bằng 1. 1. M bằng 1 thì nó bằng bao nhiêu? 1. Bằng 1. Trừ 1. M bằng 2. Bằng 1. 1. M bằng 3. Bằng trừ 1. Trừ 1. Như vậy M chẵn thì nó bằng 1. M lẻ thì nó bằng trừ 1. Cho nên nó sẽ bằng trừ 1 mũ M. M chẵn thì bằng 1, M lẻ thì bằng trừ 1. Cái kết quả này chúng ta cũng nên nhớ, bởi vì mình sẽ còn sử dụng rất nhiều ở trong phần chuỗi Fourier. Chúng ta sẽ có những giá trị đặc biệt. Ví dụ sin NP trên 2 được bằng gì? Cos NP trên 2 bằng gì? Sin MP bằng gì? Cos MP bằng cái gì? Thế là mình thay lên đây nhá. Mình thay lên đây. Nhớ là khi mình tính đạo hàm cấp N tại không, thì nếu mà N chẵn thì nó bằng không hết rồi. N lẻ. Thay xuống công thức bên dưới này chứ. Thay xuống công thức bên dưới này. Vậy ta sẽ suy ra Fx bằng này. Đầu tiên, F0. F0 là bao nhiêu? Đấy, F0. Không. F0 là 0 này. Cộng này. Đạo hàm cấp 1. Đạo hàm cấp 1 tức là N lẻ hay gì? Đúng ạ. N lẻ thì đạo hàm cấp 1. Tức là nó có dạng 2M cộng 1. Thì M bằng bao nhiêu? M bằng 0. M bằng 0. Vậy nó bằng bao nhiêu? Thì nó bằng 1. Bằng 1 ạ. Bằng số chẵn ạ. Như vậy là cộng này. 1 trên 1 sai thừa nhân với x. Đến đạo hàm cấp 2 thì nó bằng bao nhiêu? Đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 của f tại 0 tức là n chẵn gì? Vâng, bằng 0 ạ. Bằng 0. Không thì thôi, ta không viết nữa. Tiếp tục đến đạo hàm cấp 3. N lẻ. N bằng 2M cộng 1 thì M bằng bao nhiêu? Trừ 1. N bằng 3 thì M bằng 1 gì? M bằng 1 thì đạo hàm mang dấu âm. Vậy là cộng với trừ 1 trên 1 sai thừa nhân x mũ 3. Ta thấy cứ mỗi một lần ta thay N chẵn thì đều bằng 0 hết, cho nên ta chỉ thay N lẻ thôi. Và ta tăng N lên 2. Tăng N lên 2 thì M tăng lên 1 gì? N mà tăng lên 2, M sẽ tăng lên 1. Khi đó đạo hàm sẽ đổi dấu dương âm, dương âm, dương âm. Cho nên đến đạo hàm cấp 5 thì nó trở thành 1. À, xin lỗi, chỗ này là 3 sai thừa. 3 sai thừa trên 5 sai thừa nhân x mũ 5. Tiếp đến đạo hàm cấp 7 thì nó lại mang dấu trừ. 1 trên 7 sai thừa x mũ 7. Đấy. Cho đến khi N bằng 2M cộng 1 thì nó sẽ là trừ 1 mũ 2M cộng 1 trên 2M cộng 1 sai thừa x mũ 2M cộng 1 cộng vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ 2M cộng 1. Các bạn hiểu không? Chúng ta nhìn thấy công thức màu xanh này có khác với công thức trên này ở chỗ nào không? Chỗ vô cùng bé cao hơn chỗ kia là mũ 2m cộng 2. Ừ. Vậy là sao? Chứ có gì sai không? Bạn nghĩ có sai không? Trong hai công thức này có một công thức sai hay là cả hai công thức đều được? Đều được. Vì sao? Vì sao đều được? Vì ở công thức dưới này này, thì ta hiểu là ta ngắt đến N bằng 2M cộng 1, thì ta sẽ cộng vô cùng bé bậc cao hơn x mũ 2M cộng 1. Nhưng nếu mà ta ngắt đến x bằng
đến x mũ 2m cộng 2 ấy, thì vì cái đạo hàm cấp 2m cộng 2 bằng 0 mà, thì chỗ này này, thì ta sẽ cộng thêm 0 nữa. Đấy, ta cộng thêm 0 rồi ta cộng thêm x mũ 2m cộng 2. Đúng chưa? Cộng thêm 0, cộng vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ 2m cộng 2. Chỗ này này. Nên là ta cộng thêm 0 nữa. Đấy. Cộng thêm 0 nữa. Chúng ta cộng thêm cái nào. Trong khi chúng ta áp dụng đấy thì chúng ta thường hay dùng cái công thức xanh xanh này hơn à. Tuy nhiên ấy, cái công thức trên này nó tổng quát hơn. Vì sao? Vì đã là vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ 2m cộng 2 ấy, thì nó cũng là vô cùng bé bậc cao hơn của x mũ 2m cộng 1. Để hiểu rõ hơn về những công thức này và một số ví dụ ở cái phần sau này nhé, thì các bạn về nhà đọc trước bài và đọc lại cái bài đại lượng vô cùng bé nhé. Đọc lại đại lượng vô cùng bé. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ. Các bạn có hỏi gì không? Nhà cô ạ. Ờ, không ạ. Chúng ta nghỉ nha. Không ạ.